Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Là ai muốn cướp pháp xô? Lớn mật, một tên quan giám hình nhảy ra ngoài tu vi linh hải cảnh ở địa phương nhỏ như hòa quốc tuyệt đối là cao thủ. Hắn căm tức nhìn lăng hàn nói cuồng đồ phương nào lại gan to bằng trời như vậy lăng hàn khẽ mỉm cười nói ba văn lâm đại nhân có lệnh kính xin hạ thủ lưu tình forbes cách đó không xa ba văn lâm liền phun ra ngoài oan uổng à đây thực sự là thiên đại oan uổng tiểu tử này thật sằng bậy giết người của ba gia không tính lại còn chơi khăm hắn nhưng tiểu tử này nhất định là người chết còn có cái gì không dám còn có cái gì phải kiên kỳ ba văn lâm đường đường cao thủ linh hải cảnh lại thêm thanh danh của ba gia ở hoàng đô có thể nói không người không biết không người không hiểu nhất thời vô số đôi mắt đồng loạt nhìn sang mọi người vừa nhìn tên quan giám hình kia tự nhiên cũng thấy ba văn lâm lập tức giận tím mặt nói ba đại nhân ngươi dám sai người cấp pháp trường thật đại nghịch bất đạo thực sự là cầu nhật ba văn lâm vội vã nhảy ra ngoài nói đại nhân chớ nên hiểu lầm ta căn bản không quen biết tiểu từ này ba đại nhân, người nói như vậy không khỏi để ta quá thương tâm. Lăng Hàn giả vờ ai oán. Trước nói rất hay, muốn làm hậu thuẫn tiên cường cho ta, bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ chống lưng cho ta. Ba đại nhân, đây chính là ngươi nói, ta đi đâu, ngươi cũng đi đó, đúng hay không? Trong khoảng thời gian ngắn ba văn lâm không thể phủ nhận, hắn đúng là đã nói lăng hàn đi đâu, hắn cũng dám đi thế nhưng bị lăng hàn lôi ra nói chuyện, hàm nghĩa liền hoàn toàn khác nhau hắn cao cao tại thượng quen rồi bình thường nào sẽ gặp phải tình huống như thế lại bị tức bối rối không biết nên phản bác ra sao nhưng ở trong mắt người khác đây rõ ràng chính là ngầm thừa nhận t ba gia lão cửu thật to gan ngay cả pháp trường cũng dám cướp ba đại nhân thật là một người tốt biết ám sát chi nhan chính là trung thần nghĩa sĩ nên vì hòa quốc lưu lại hòa trùng kỳ quái lúc nào ba văn lâm biến thành người tốt lại sẽ làm ra chuyện như vậy có người tán thưởng ba văn lâm có người thì hoài nghi này và bình thường ba văn lâm làm người chênh lệch quá lớn đi ba văn lâm là cao thủ linh hải cảnh tự nhiên nghe được mọi người nghị luận trong lòng chỉ muốn thổ huyết hắn căn bản không phải người như thế có được hay không bách tính bình thường sống chết liên quan gì hắn chỉ là bởi vì lăng hàn giết con trai hắn mới đến đối kháng lăng hàn kết quả lại bị lăng hàn đào một cái hố lớn cho hắn nhảy ba đại nhân sứ mạng của ta đã hoàn thành nơi này liền giao cho ngươi lăng hàn cười nói rồi nhìn hai nữ nói còn không cảm tạ ân cứu mạng của ba đại nhân liễu phong nhi và liễu như nhi được lăng hàn mở xiềng xích giải cấm chế đã khôi phục tu vi các nàng không ngốc chút nào lập tức phối hợp lăng hàn diễn kịch nhìn ba văn lâm dịu dàng cúi đầu cùng nói đa tạ ba đại nhân phải lần này thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đi Lăng Hàn nắm lấy tay hai nữ, lập tức bỏ chạy. Ba đại nhân, chúng ta gặp lại ở chỗ cũ. Đừng chạy. Quan giám hình vội vã ra tay, đưa tay phải ra chụp về phía sau lưng của Lăng Hàn, hắn tinh thông trường pháp, một trường này duỗi ra, mạch văn đan dày, sáng lên lấp lóa, như thủ yêu mở bộ rễ. Quấn về phía Lăng Hàn, kỳ thực Lăng Hàn thổi một hơi cũng có thể thổi chết tên quan giám hình kia, nhưng hắn chỉ triển khai quỷ tiên bộ, xèo xèo xèo, thân hình quỷ dị. Ung dung bỏ qua công kích của đối phương, sau đó thân hình gia tốc vượt đi càng nhanh. Ba Văn Lâm vội vã cất bước truy theo, hắn nhất định phải lưu lăng Hàn lại, bằng không tội danh này hắn thật là rửa không sạch. Ba đại nhân, ngươi cũng muốn chạy sao? Quan giám hình kia uy nghiêm đáng sợ cười gần, thân hình chuyển ngoặt một trưởng chụp về phía Ba Văn Lâm. Muội muội ngươi a? À, ba Văn Lâm tức điên mũi nói, giám hình đại nhân, ta là muốn đuổi bắt ba tên đào phạm kia hừ hừ vừa nãy sao không thấy ba đại nhân ra tay hiện tại lại tích cực như vậy ba đại nhân sẽ không phải cố ý ngăn trở ta truy kích phạm nhân chứ quan giám hình lạnh lùng nói một bộ nhìn thấu tâm can của ngươi ngăn muội muội ngươi hiện tại là ngươi ngăn trở lão tử a ba văn lâm không xuất thủ không được thực lực của hắn cùng quan giám hình sấp xỉ sao có thể mặc cho đối phương công kích chỉ là hắn vừa chống đối, thật giống như ngồi vững hắn muốn giúp trợ giúp ba người lăng hàn thoát vây, để quan giám hình liên tục cười lạnh. Còn mẹ nó thực sự là cầu nhật. Lúc này trong lòng ba văn lâm có một vạn con thảo nê cấp tốc chạy qua A. Lăng hàn mang theo hai nữ trực tiếp ra khỏi thành, sau đó ném các nàng ra ngoài, nói, sát thủ làm đến như các ngươi thật không còn gì để nói, đi tìm nam nhân đàng hoàng gả cho hắn. Sau này ngoan ngoãn giúp chồng dạy con đi. Ừ, tất cả đều tại ngươi khiến người khác hiểu lầm kết quả chúng ta vừa rời chỗ vân xương xương dẫn tới rất nhiều người sông lại hỏi đông hỏi tây kết quả xảy ra vấn đề liễu như nhi không phục nói lăng hàn mắt trợn trắng nói cái này còn là lỗi của ta đó là tự nhiên liễu như nhi đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người lăng hàn lăng hàn vung tay nói được rồi ta không tranh cãi với các ngươi nói tóm lại các ngươi lập tức rời khỏi hoàng đô chi nhan thì làm sao bây giờ ta sẽ giải quyết hắn lăng hàn từ tốn nói Người xác định không phải khoác lác liễu như nhi tràn đầy hoài nghi lăng hàn hừ một tiếng nói các ngươi không đi nữa ta liền đưa các ngươi trở về tin tưởng chi nhan sẽ rất hy vọng nhìn thấy đầu của các ngươi chúng ta đi còn không được sao liễu như nhi tức giận nói đa tạ hàn thiếu lần thứ hai cứu giúp liễu phong nhi thì hiểu chuyện hơn nhiều giàng cúi đầu với lăng hàn dịu thuận tiện còn kéo muội muội để nàng đồng thời bái tả cảm ơn liễu như nhi bất đắc dĩ nói lăng hàn gật gù không qua mấy ngày các ngươi có thể nghe được tin tức tử vong của chi nhan vì lẽ đó an tâm đi thôi được liễu phong nhi lôi kéo liễu như nhi rời đi liễu như nhi đi rất chậm tựa hồ còn muốn đấu với lăng hàn một trận muội muội hắn là thái dương trên trời không phải chúng ta có thể với đến coi như miễn cưỡng đụng cũng chỉ có thể làm chúng ta tổn thương liễu phong nhi biết tâm tư của muội muội đừng nhìn nàng rất hung với lăng hàn kỳ thực là vì chưa có kinh nghiệm không biết nên làm sao biểu đạt tình cảm của mình không thể làm gì khác hơn là cố lằng nhằng đến hấp dẫn lăng hàn chú ý liễu như nhi quay đầu lại mặt đã tràn đầy nước mắt lăng hàn quay về hoàng đô vẫn chưa đi đến cửa thành chỉ thấy ba văn lâm cùng tên quan giám hình kia đã dắt tay nhau đuổi lại đây cũng không biết bọn họ có làm sáng tỏ hiểu lầm chưa hồ nữ vẫn không hé răng nhưng tâm tình bây giờ rất tốt bởi vì hai nữ nhân chán ghét kia đi rồi nàng có thể độc chiếm lang hàn tiểu tử ngươi lại dám trở về bà văn lâm uy nghiêm đáng sợ nói hắn thật bị lang hàn làm tức chết rồi lang hàn cười nói có ba đại nhân cho chỗ dựa ta có cái gì không dám chết Ba Văn Lâm giết ra, hắn nhất định phải tự tay bắt Lăng Hàn, chứng minh hắn thật không có quan hệ với Lăng Hàn. Ba đại nhân, ngươi lại không ngoan. Lăng Hàn cười ha ha nói. Vèo, hổ nữ chạy ra, đấm tới bụng của ba Văn Lâm một quyền. Sức chiến đấu của nàng kinh người cỡ nào, lại thêm có ưu thế vượt hai cảnh giới lớn. Tự nhiên là nghiền ép không có chút hồi hộp nào, oành. Ba Văn Lâm liền thành một tôm luộc cả người cong lại. Lăng Hàn cố ý thở dài nói, ba đại nhân. Người sao lại như vậy chứ con người của quan giám hình trừng ra kia là ba văn lâm A, cảnh giới tương đương hắn, thực lực không kém hắn, ở hòa quốc tuyệt đối là nhân vật rất mạnh. Nhưng lại bị một tiểu nha đầu đánh đổ thế này thì quá mức rồi. Nếu như hắn tới chẳng phải cũng như vậy sao? T, đây là hai quái vật từ nơi nào nhô ra A. À? Lăng hàn nhìn quan giám hình, khẽ mỉm cười nói, người có ngoan hay không? Ngoan, Ta rất ngoan. Quan giám hình vội vàng nói, hổ nữ đang dùng ánh mắt hung tợn theo dõi hắn, để lông tơ của hắn dựng đứng. Lăng hàn cười ha ha, một cước đá bay ba văn lâm, đá đến dưới chân quan giám hình nói, ầy, ngươi có thể bắt hắn trở lại báo cáo kết quả. Báo cáo muội muội ngươi a, à, mới đầu quan giám hình rất giận dữ, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, ba lão cửu là trọng thần triều đình, hắn tội gì phải cấu kết với phạm nhân. Bởi vậy, hắn lập tức tin tưởng ba văn lâm giải thích đối phương và lang hàn hoàn toàn không có quan hệ gì. Ba văn lâm hừ hừ y y, cú đấm kia của hổ nữ không có lấy mạng hắn, nhưng tiểu nha đầu ra tay không nhẹ không nặng, đánh cho ngũ tạng của hắn muốn đảo lộn, để hắn cực kỳ khó chịu. Hiện tại nói cũng nói không ra lời, chỉ muốn nôn mừa. Lang hàn nhìn ba văn lâm phất phất tay, nói ba đại nhân không phải chân trời góc biển cũng muốn đi với ta sao? không cần phải sợ a à, hắn cất bước đi tới quan giám hình không dám ngăn cản vội vã ôm lấy ba văn lâm theo ở phía sau thật giống như tùy tùng để hắn vô cùng uất ức lại đi một lúc ba văn lâm mới hoàn hồn có thể tự mình bước đi nhưng mỗi đi một bước bụng dưới vẫn đau đến thắt lại hắn nhìn nhìn chỉ thấy nơi bụng đã biến thành màu đen tê cô nàng này ra tay thật tàn nhẫn phương hướng bọn họ đi là phủ đệ của na chi nhan không được ba văn lâm và quan giám hình đều biến sắc cái này rất dễ dàng tưởng tượng hai nữ phạm nhân là bởi vì ám sát na chi nhan mới kết án tử nếu lăng hàn là một nhóm với các nàng vậy đi ám sát na chi nhan là vô cùng bình thường na chi nhan người tâm phúc trước mặt hỏa hoàng quyền thế ngập trời nếu để lăng hàn giết na chi nhan hai người bọn họ là nhân vật liên quan tuyệt đối rất khó thoát tội nhanh nhanh đi thông báo các vị đại nhân Hai người nhìn nhau một cái, vội vã phân công nhau làm việc. Lăng Hàn đi cũng không nhanh, tựa hồ chính là muốn cho bọn họ thời gian đi thông báo những người khác. Hắn chậm rãi, nhưng chỉ hơn 20 phút sau liền đi tới địa phương. Phủ đệ của Na Chi Nhan nguyên bản thuộc về một vị hoàng tử, nhưng vị hoàng tử này lại không an phận, mật mưu muốn đoạt quyền, kết quả vẫn chưa khởi sự liền bị chấn áp tòa phủ đệ này tự nhiên cũng sung công, hiện tại ban cho Na Chi Nhan, ân sùng có thể thấy được chút ít. Soạt một chi đội ngũ từ trong cửa lớn nối đuôi nhau đi ra, mỗi người cầm đau thương búa rìu. Bộ dáng đằng đằng sát khí. Một nhân vật dáng dấp thủ lĩnh cũng nhanh chân đi ra, đầu đội hộ khôi màu bạc, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Tu vi người này lại là thần thai cảnh. Ta là cấm vệ quân đại thống lĩnh ti không chân, tặc từ lớn mật còn không bó tay chịu chói hắn lớn tiếng quát, ánh mắt của Lăng Hàn quét qua, cười nói, ba đại nhân, ngươi không phải nói hết thảy đều đã an bài xong, chỉ cần ta vào phủ giết na chi nhan là được, sao bây giờ lại khác? Ba văn lâm suýt chút nữa tức đến ngã chồng vó, ngươi muốn gài bẫy ta tới khi nào? Nhưng lúc này trong gia tộc đã có cường giả thần thai cảnh đứng ra căn bản không có phần hắn nói chuyện bởi vậy hắn chỉ khoanh tay đứng ở phía sau vị cường giả gia tộc kia. Tiểu tặc không nên giả ngây giả giải ti không chân lạnh lùng nhìn lăng hàn, cũng không dám tùy tiện động thù. Hắn đã thu được mật báo, nói tiểu nha đầu bên người lăng hàn một quyền liền đánh đổ ba văn lâm, cực kỳ quỷ dị, hắn không thể không cẩn thận một chút. Lăng hàn cười nói, ta là tới nói chuyện với na chi nhan, hà tất làm trận chiến lớn như thế. Đi gọi na chi nhan ra đây, nếu như bàn chuyện vui vẻ, buổi tối mọi người còn có thể cao hứng uống rượu. Vô danh tiểu tốt cũng xứng gặp na đại nhân ti không chân lạnh lùng nói lăng hàn thở dài lời này thật khiến người lạnh tâm ta không thích nghe hổ nữ người nói thế nào đánh hổ nữ giơ giơ quả đấm nhỏ chúng ta lấy lực phục người tiểu nha đầu thật bạo lực lăng hàn nhoẻn miệng cười nói các ngươi cũng nghe rồi đấy chúng ta là lấy lực phục người nếu na chi nhan không chịu ra vậy không thể làm gì khác hơn là xông vào đầy hắn ra thương lượng thấy Lăng Hàn muốn đi về phía trước, ti không chân lập tức ngăn cản, rút kiếm chém về phía Lăng Hàn. Hắn là cường giả thần thai cảnh, thực lực không phải ba văn lâm và quan giám hình có thể so sánh. Một chiêu kiếm đẩy ra, chẳng những có bốn đạo kiếm khí, còn có từng đạo hỏa diễm bay múa, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Nữ chi tiểu thiết quyền, hổ nữ lao ra, oành, một quyền liền đánh bay ti không chân. Phóc, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài kia là Ti Không Chân A, à, cường giả thần thai tầng 7 toàn bộ hòa Quốc. Người lợi hại hơn hắn chỉ 10 ngón tay liền có thể đếm được. Nhưng bây giờ thì sao, lại bị một tiểu nha đầu đánh bay, chuyện này ai có thể tin tưởng? Trời ạ, à, cô nàng này là quái vật sao, tu vi bực nào mới có thể làm được? Hơn nữa, cái này vẫn là người nhỏ, Lăng Hàn còn chưa ra tay a, à, đùng, đùng 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 đùng, tiếng vỗ tay vang lên chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng từ trong phủ đi ra, vóc người thon dài, tướng mạo anh tuấn đến gần như yêu diễm, tóc như linh xà, lại không gió mà bay. Hắn nhìn Lăng Hàn cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Tại Hạ Na chi nhan, vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Trong ánh mắt của Lăng Hàn có vẻ kinh ngạc, Na chi nhan này lại là sinh hoa cảnh quái lạ thực quái lạ kỳ thực bắc hoang cửu quốc cũng không có sinh hoa cảnh chân chính cái gọi là sinh hoa cảnh chỉ là nửa bước sinh hoa dựa vào quốc thế giúp đỡ mới có thể tiến vào cảnh giới này nhưng sức chiến đấu mạnh bao nhiêu tuổi thọ gia tăng bao nhiêu đây lại là một việc khác ngoại trừ nhân vật như vũ hoàng lăng hàn thật không tin trong bắc hoang cửu quốc có thiên tài có thể bước ra bước đi kia nhưng na chi nhan trước mặt này là sinh hoa cảnh hàng thật đúng giá tuyệt không phải dựa vào quốc thế chống đỡ ra có thực lực như vậy, lại đến Bắc Hoang làm một trọng thần. Lăng Hàn lập tức hiểu được Na Chi Nhan tất nhiên là hướng về phía hầm mỏ kia. Khổ tâm cổ động hỏa hoàng mở ra cổ khoáng, hắn tự nhiên không phải vì những khoáng thạch khiến người ta điên cuồng kia, chỉ sợ là chú khí phong chấn phía dưới đi. Na Chi Nhan, ta thực sự rất tò mò, dưới hầm mỏ kia chôn cái gì, lại để sinh hoa cảnh như ngươi cũng không tiếc làm một sùng thần thay một thần thai cảnh bầy mưu tính kế. Lăng Hàn nói. Hí, nhất thời tất cả mọi người đều khiếp sợ, na chi nhan là sinh hoa cảnh. Không thể nào, nhất định không thể, lời này từ trong miệng một thiếu niên 18-19 tuổi nói ra, làm sao có khả năng có sức thuyết phục. Nhưng Na Chi Nhan lại mỉm cười nói, sinh hoa cảnh trẻ tuổi như ngươi ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không nói sau này không còn ai, nhưng ít ra trước đó không ai. Quành, lần này có rất nhiều người ngã rầm trên đất. Lăng Hàn cũng là sinh hoa cảnh có phải hai người này thổi phồng lẫn nhau không? Thiếu niên này mới bao lớn, cùng lắm 20, ở Bắc Hoang, độ tuổi này nhiều nhất chỉ là dũng tuyển cảnh. Hơn nữa, cửa ải sinh hoa cảnh này khó vượt qua cỡ nào, dù cho ngươi 20 năm cũng chưa chắc có thể thành công. Huống chi tiểu tử này còn chưa sống lâu như vậy. Nhưng đáy lòng của ba văn lâm phát lạnh, bởi vì hắn nhớ lại, đã từng bị lăng hàn trợn một cái cả người liền nhũn ra. Thực lực như vậy tuyệt đối mạnh mẽ đến đáng sợ vạn nhất lăng hàn thực sự là sinh hoa thì sao thù của nhi tử thôi quên đi nói không chắc sẽ làm cho cả ba ra bồi vào lăng hàn cười ha ha nói na đại nhân thực sự là ít thấy kỳ quái đời này có thể không có sinh hoa cảnh trẻ tuổi giống ta nhưng trong lịch sử không hẳn không có chỉ là lịch sử của chúng ta bị đứt gãy hoàn toàn không biết chuyện ở vạn năm trước các hạ nói phải na chi nhan gật gù chuyển đề tài nói có điều, sinh hoa cảnh trẻ tuổi như các hạ ta tự nhận thế gian tuyệt không có người thứ hai có thể so sánh. Nữ nữ, hắn xem thường ngươi đấy. Lăng hàn nhìn hồ nữ cười nói. Đánh, thân hình của hồ nữ lóe lên, đã biến mất trong mi mắt của mọi người, xuất hiện ở trước mặt na chi nhan, quả đấm nhỏ đập tới. Xưa nay nàng không học võ kỹ gì, chỉ dùng quyền đánh. Chảo xé với răng cắn, ba tuyệt chiêu này đủ để đi khắp thiên hạ. Na Chi Nhan rên lên một tiếng, hắn không ngờ tốc độ của hổ nữ nhanh như vậy. Không không không, hắn căn bản không nghĩ tới tiểu nha đầu như thế lại là võ giả. Hơn nữa, vừa ra tay hắn liền cảm ứng được lực lượng này làm sao cũng phải là sinh hoa cảnh. Nếu như hắn trúng cú đấm này, chết hẳn là chưa tới, nhưng hạ thân phòng trừng xong đời. Hết cách rồi, hổ nữ quá thấp, đấm ra ngươi nói sẽ đánh tới nơi nào? tuy tướng mạo của Na Chi Nhan yêu dị, nhưng tuyệt đối không phải gay, nào dám để hổ nữ bắn trúng chỗ kia, vội đưa tay ra, kết một tường băng ở trước người. Trên mặt băng có từng ký tự cổ điển thương tang lấp lóe. Ồ, loại mạch văn này thực sự rất hiếm thấy. Lăng Hàn kỳ quái, mạch văn chính là thể hiện của ý chí võ đạo, tuy đại bộ phận mạch văn đều bất tận tương đồng, nhưng bách biến không rời tông, luôn có thể tố bản truy nguyên. Như hàng thiên đại lục hết thảy công pháp võ kỹ đều từ chừng 100 môn cổ thuật diễn hóa ra nên có thể tìm được điểm giống nhau đối ứng nhưng mạch văn của đối phương cực kỳ xa lạ tuyệt đối thoát thai từ cổ thuật hoàn toàn khác nhau quái lạ lai lịch người này quái lạ mưu đồ cũng rất quái lạ oành hổ nữ đánh lên tầng băng thẻ 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 tầng băng lập tức tan vỡ bất quá cũng thay na chi nhan tranh thủ đủ thời gian để hắn có thể bứt trở ra nhưng hổ nữ tiến công liên tục khiến cho na chi nhan chỉ có thể không ngừng lùi về sau mặt mặt tường băng xuất hiện lại từng khối từng khối nát tan một cái lùi gấp nhưng một cái vọt tới càng nhanh hơn trước sau là hổ nữ đẻ đánh na chi nhan không cho đối phương một chút xíu cơ hội hoàn thù hừ na chi nhan nổi giận hừ lạnh một tiếng sau lưng xuất hiện dị tượng đại hải sinh triều hắn đột nhiên há miệng phốc trong miệng phun ra một mũi tên nước nhìn kỹ trên mũi tên nước đồng dạng che kín ký tự cổ điền cái này không phải mũi tên nước phổ thông, mà tràn ngập lực phá hoại, đủ để tạo thành uy hiếp với Sinh Hoa Cảnh. Thân hình của hồ nữ gặp lại, tránh qua công kích, đồng thời cũng cho Na Chi Nhan đủ thời gian rốt cục có thể ổn định trận tuyến, cục diện hòa nhau hiện ra. Na Chi Nhan khiếp sợ nói, làm sao có khả năng Sinh Hoa Cảnh còn nhỏ như vậy? Sinh Hoa Cảnh chưa tới 20 tuổi cũng đã để hắn giật mình, huống chi hồ nữ chỉ 5 6 tuổi, coi như tu luyện từ trong bụng mẹ thì có thể có tu vi ấy sao? những người khác càng hôn mê hai người vừa giao thủ khí tức của sinh hoa cảnh hiển lộ hoàn toàn để mỗi người đều kính sợ đây là vì sinh hoa cảnh tầng thứ sinh mệnh đã siêu thoát phàm tục ngoại trừ võ trung vương già loại khí tức này đối với khác người mà nói là áp chế tuyệt đối lần này bọn họ không tin cũng phải tin mặc kệ là na chi nhan hay lăng hàn thậm chí một tiểu nha đầu năm sáu tuổi đều là sinh hoa cảnh không có thiên lý thật không có thiên lý khi nào sinh hoa cảnh không đáng giá như thế lập tức liền chạy ra ba cái hơn nữa có hai cái còn trẻ như vậy lăng hàn nhoẻn miệng cười nói ếch ngồi đáy giếng hiện tại biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn chưa hổ nữ nhìn na chi nhan nhe răng nhếch miệng vũ khí mạnh mẽ nhất của nàng vẫn chưa bày ra đâu na chi nhan kinh sợ chưa định nói các ngươi là đệ tử của thiên kiếm tông vẫn là cao đồ của vân phượng tông đều không phải, Lăng Hàn lắc đầu, không cần đoán lai lịch của chúng ta, ta đến chính là muốn nói một chuyện lập tức chấm dứt khai khoáng. Thứ khó tòng mệnh, Na Chi Nhan lắc đầu, người trẻ tuổi mặc kệ ngươi đến từ thế lực nào nhưng tuyệt đối không nên nhúng tay chuyện này, đây là một lời khuyên, bằng không. Ngươi chỉ có một con đường chết, hả, thật sự kích thích như thế sao? Lăng Hàn cười ha ha, vậy ta càng muốn vui đùa một chút. Na Chi Nhan khó chịu nói, các hạ cảm thấy thực lực của ta thế nào? Không ra sao cả, trong vòng ba chiêu ta có thể chấn áp ngươi. Lăng Hàn thuận miệng nói. Na Chi Nhan suýt chút nữa tức chết, cố gắng áp chế hỏa khí nói, ở chỗ ta, người như ta không có 10 vạn cũng có 80 ngàn. Người mạnh hơn ta, chí ít cũng có 20 ngàn. Hí, người của hỏa quốc gia mặt co giật đây là thế lực kinh khủng đến mức nào cường giả sinh hoa cảnh hàng mấy trăm ngàn. Phải biết toàn bộ hòa quốc chỉ có lão quốc chủ dựa quốc thế mới bước vào sinh hoa cảnh mà thôi, hơn nữa, nhất quốc chi thế cũng chỉ có thể dưỡng ra một sinh hoa cảnh. Hơn nữa còn có người mạnh hơn sinh hoa cảnh, thậm chí nhiều đến 20 ngàn. Thật đáng sợ, đó là thế lực gì? Lăng Hàn Nha một hồi nói, vậy ta thực rất hiếu kỳ, ngươi đến từ chỗ nào? Hừ, cái này không quan hệ gì tới ngươi, ngươi chỉ cần biết đối địch với ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn Na Chi Nhan lạnh lùng nói. Nữ, người nói chúng ta có phải là dọa lớn lên không? Lăng Hàn đột nhiên hỏi hổ nữ. Không phải, hổ nữ giòn tan nói. Vậy nếu như có người uy hiếp chúng ta, phải làm sao bây giờ Lăng Hàn lại hỏi? Đánh tới hắn phục lấy bạo phục người. Hổ nữ bạo lực mười phần nói. Lăng Hàn nhìn về phía Na Chi Nhan, cười nói, khẩu hiệu của chúng ta chính là lấy bạo phục người, người không phục đánh tới người phục sắc mặt của Na chi nhan càng lạnh hơn nói người trẻ tuổi không nên kích động như vậy sau hắn còn chưa nói hết lăng Hàn đã giết tới thân hình nhảy lên thật cao đạp tới mặt của hắn một cước cái gọi là đánh người không làm mất mặt người không chỉ làm mất mặt hơn nữa còn dùng chân đạp đây cũng quá không để hắn ở trong mắt đi tiểu bối người quá ngông cuồng Na chi nhan tức giận nói, giơ tay lên, oanh, bảy cây gai băng mở ra, hàn khí ngút trời, để nhiệt độ giảm mấy chục độ, trong không khí không ngừng có bông tiết hình thành, rơi xuống. Trên gai băng có mạch văn cổ điển dương động, hình thành một phù tự, thật giống như biến bảy gai băng thành thần binh tuyệt thế. Na chi nhan cười gằn, trừ khi ngươi am hiểu cước pháp bằng không lấy sở đoàn tấn công sở trường của địch vậy ngươi chờ ăn đau khổ đi. Oanh! một cước này đạp xuống, gai băng đổ nát, hóa thành băng tiết đầy trời, mà chân của Lăng Hàn hầu như không bị bất luận ảnh hưởng gì, vẫn tàn nhẫn đạp tới mặt của Na Chi Nhan. Làm sao có khả năng? Tuy Na Chi Nhan không có kinh ngạc thốt lên, nhưng trên mặt là vẻ mặt như thế, hắn quá khiếp sợ, thực lực của hai người phải tranh lệch bao nhiêu? Mới có thể xuất hiện kết quả nghiêng về một phía như vậy. Oành! nói thì chậm khi đó thì nhanh một cước của lăng hàn tàn nhẫn đạp xuống mặt của na chi nhan sức mạnh to lớn xông tới tên kia ngã trên mặt đất toàn bộ đầu bị dẫm vào tảng đá giữa đường thật giống như quái vật không đầu tê quá thảm đường đường cường giả sinh hoa cảnh a lại bị ngược đãi như thế quành đá vụn kích bay na chi nhan bắn người lên trên mặt tái nhợt ở bắc hoang nho nhỏ này hắn lại bị nhục nhã như vậy quả thực để hắn có loại kích động muốn tự sát may là chuyện này không để cho người trong thế lực của mình nhìn thấy bằng không hắn thật không có mặt mũi gặp người tiểu oành hắn mới vừa nói ra một chữ lại bị lăng hàn đạp lăn đầu vùi vào trong đá lần thứ hai trên mặt của mọi người đều xẹt qua vẻ đồng tình cường giả sinh hoa cảnh a ở trong lòng của mỗi người đều cao cao tại thượng như thần linh nhưng hiện tại lại thảm như vậy liên tục bị người dẫm đầu thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải tiểu Na chi nhan chui lên, nhưng đồng dạng chỉ mới nói ra một chữ, liền bị lăng hàn dẫm về trong đất. Ba lần, năm lần, mười lần, đến lần thứ mười, Na chi nhan cuối cùng đã rõ ràng, mình hoàn toàn không phải đối thủ của lăng hàn, bởi vậy hắn thành thật một chút thì tốt hơn. Hắn không chỉ không chui lên, còn không lên tiếng, một bộ ta làm đà điều, người tới cắn ta đi. Ai, sinh hoa cảnh làm đến nước này, mất mặt a à. Nhưng ai cũng biết đó là bởi vì lang Hàn quá mạnh mẽ, chiến lực hoàn toàn nghiền ép, ngươi bảo Na Chi Nhan có biện pháp gì chơi vui. Hồ nữ ở một bên vỗ tay, sau đó tràn ngập uy hiếp nhìn mọi người, bất mãn nói. Tại sao nữ không nghe được tiếng vỗ tay? Đùng 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 đùng, mọi người vội vỗ tay, cô nàng này cũng không đắc tội được. Lang Hàn mỉm cười, ngồi trồm hổm trên mặt đất nói, Na Đại Nhân hiện tại chúng ta có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện chứ na chi nhan khóc không ra nước mắt hắn vẫn rất muốn giải quyết hòa bình a à, nhưng người bạo lực như vậy đầu tiên để một cô nàng lên sau đó lại tự mình lên thay phiên ngược hắn bao nhiêu lần nhưng đối mặt hai phần tử bạo lực này hắn nào dám kháng nghị vội vã dùng tay vỗ xuống đất biểu thị đồng ý này nói chuyện cẩn thận một chút chớ vùi đầu xuống như thế ta sẽ lầm tưởng ngươi có ý kiến với ta đúng rồi ngươi sẽ không có ý kiến với ta chứ lăng hàn cười nói na chi nhan rút đầu ra vội vàng lắc đầu nói không dám. không dám không dám không dám chứ không phải không có lăng hàn cười nói sẽ không có lại không dám na chi nhan thông minh rồi lăng hàn vỗ vỗ vai của hắn nói đây là một khởi đầu tốt ta rất hài lòng ngươi tốt nhất để ta tiếp tục thỏa mãn, bằng không ta không hài lòng, ngươi liền khó chịu. Hiểu, ta hiểu, Na Chi Nhan vội vàng gật đầu. Trước tiên nói một chút về lai lịch của ngươi đi. Lăng Hàn rất tò mò. Truyền thừa võ đạo của đối phương tựa hồ khác biệt đạo thống của hàng thiên đại lục rất lớn. Ạch, Na Chi Nhan trần chờ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, kỳ thực ta còn biết siêu hồn. Na Chi Nhan tái mặt bị siêu hồn, vậy hắn sẽ hồn phi phách tán, chết đến không thể chết lại. Có điều, siêu hồn tuyệt không phải thủ đoạn mà một tên sinh hoa cảnh có khả năng triển khai, nhưng vấn đề là, sinh hoa cảnh nào trẻ như lăng hàn và hổ nữ chứ bởi vậy, hắn thà rằng tin có. Ta đến từ hải tộc, hắn vội vàng nói, hải tộc, lăng hàn kinh ngạc kiếp trước cộng thêm kiếp này, hắn đều chưa từng nghe nói hai chữ hải tộc thế lực này từ nơi nào nhô ra chờ chút ở ngoài bắc hoang chính là đại hải hải tộc là chủng tộc sinh sống ở trong biển sao na chi nhan gật đầu không chờ lang hàn đặt câu hỏi liền giải thích kỳ thực đại bộ phận diện tích của hàng thiên đại lục là hải vực ta đến từ bắc hải ngoài ra còn có đông hải tây hải nam hải cùng trung ương triều hải chẳng trách trước đó na chi nhan nói nơi bọn họ có 10 vạn sinh hoa cảnh tồn tại mạnh hơn sinh hoa cảnh cũng có một hai vạn ồ người nói 10 vạn sinh hoa cảnh là chỉ toàn bộ hải vực hay chỉ là bắc hải các ngươi? Lăng Hàn hỏi, bắc hải chúng ta, Na Chi Nhan đàng hoàng hồi đáp. Lăng Hàn hơi thay đổi sắc mặt tuy hắn chưa đi Trung Châu và ba vực khác nhưng qua loa phỏng đoán, phỏng chừng một châu tứ vực của hàng thiên đại lục gộp lại. Sinh hoa cảnh cũng chỉ 10 vạn, bắc vực ít nhất, khả năng một vạn cũng không đủ. Nhưng chỉ là một bắc hải thì có 10 vạn sinh hoa, nếu như thực lực của năm hải vực tương đương, vậy thực lực của hải tộc mạnh bao nhiêu? trong hải tộc các ngươi, hải vực nào thực lực mạnh nhất? Hắn hỏi, tự nhiên là trung ương triều hải kia là địa phương có hải hoàng tọa chấn, là thánh địa của hết thảy hải tộc. Na Chi Nhan tràn ngập mơ ước nói, nói cụ thể cấp độ võ đạo của bác hải các ngươi một chút đi. Lăng Hàn lại hỏi. Nếu Na Chi Nhan đã mở miệng thì không có ý nghĩ ẩn giấu liền nói. Bắc Hải chúng ta tự nhiên lấy Bắc Hải vương tộc dẫn đầu, xuống dưới là rất nhiều tương tộc thấy lăng hàn nhìn lại, hắn vội bổ sung, tương tộc ít nhất phải có cường giả hóa thần cảnh tọa chấn. Vương tộc thì chỉ ít là thiên nhân cảnh, có người nói có mấy vị vương thậm chí bước vào phá hư cảnh là tồn tại mạnh nhất thiên hạ. Phá hư cảnh A, Lăng Hàn không khỏi cảm khái, sinh ở một niên đại tốt là trọng yếu cỡ nào A, à, kiếp trước hàng thiên đại lục thiếu thốn thiên địa linh khí, hoàn cảnh võ đạo ác liệt. Yêu nghiệt như kiếm đế cũng chỉ có thể khốn ở thiên nhân cảnh mà lấy thiên phú đan đạo của hắn, nếu như đổi đến niên đại hiện tại, hắn tuyệt đối có thể dựa vào đan đạo bước vào phá hư. thậm chí thành thần hiện tại hắn tuyệt đối không có tư cách đối kháng phá hư cảnh. Thời điểm nói đến phá hư cảnh, tựa hồ Na Chi Nhan lại khôi phục tự tin nói, nhân tộc đại nhân tuy sức chiến đấu của người yêu nghiệt nhưng dù sao chỉ là sinh hoa cảnh, căn bản không thể đối kháng Bắc Hải Hải tộc chúng ta. Hơn nữa ta chỉ là nhận lệnh của một vị đại nhân, tới nơi này thu một vật cổ, lấy được liền đi, hải tộc chúng ta chán ghét lục địa, tuyệt đối sẽ không xâm lấn đại lục. Lời này thật có thể tin. Chỉ ít ở đời trước, Lăng Hàn chưa từng nghe nói hải tộc, hiển nhiên mọi người nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không mò qua giới. Lăng Hàn cười ha ha nói, đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Ở trên địa bàn nhân tộc ta, ngươi còn bảo ta đừng lo chuyện bao đồng na chi nhan giật mình hải tộc cường đại cỡ nào là một chuyện then chốt là hiện tại hắn rơi vào tay lăng hàn sinh tử ở trong một ý nghĩ của đối phương hắn vội vàng nói tiểu nhân biết sai tiểu nhân biết sai xấu hổ a cường giả sinh hoa cảnh cũng sẽ ăn nói khép nép như thế tuy nghe không rõ lăng hàn và na chi nhan đang nói cái gì nhưng nhìn vẻ mặt như nô tài của na chi nhan liền biết hiện tại hắn là hận không thể liếm giày của lăng hàn a khinh bỉ tương tộc cũng chính là có võ giả thiên nhân cảnh lăng hàn vuốt cầm nói lập tức lại kỳ quái hải tộc các ngươi đã mạnh như vậy sao chỉ phái mặt hàng như ngươi đến na chi nhan phiền muộn trình độ võ đạo của bắc hoang cũng không cao a à, mặt hàng như hắn đủ hoành hành rồi hắn nói tiểu nhân là hải yêu nhất tộc trời sinh am hiểu đầu độc mà vị tương tộc đại nhân kia cũng không muốn gióng chống khua chiêng bởi vì cái hầm mỏ kia quá tà môn nếu như chết quá nhiều hải tộc ở nơi đó nói không chắc ngay cả vương tộc cũng sẽ kinh động vậy đồ vật ngươi muốn tìm đến tột cùng là cái gì lăng hàn hỏi na chi nhan hơi trần chờ một hồi mới nói có người nói là một chiếc lọ tiểu nhân cũng không quá rõ ràng có tác dụng gì tiểu nhân không biết chỉ biết vị đại nhân kia rất trọng thị lệnh tiểu nhân biết điều làm việc nhưng nhất định phải lấy được chiếc lọ kia người vậy cũng là biết điều. Lăng Hàn hừ một tiếng, nhưng ngẫm lại, hải lục không vãng lai, trên đất bằng chết nhiều người hơn nữa lại có quan hệ gì tới hải tộc người ta căn bản sẽ không quan tâm, từ điểm đó mà nói. Na Chi Nhan cũng thực rất biết điều. Đại nhân, Na Chi Nhan tội nghiệp nói, mặc dù thực lực của hắn đặt ở Bắc Hoang là tồn tại hàng đầu, nhưng ở hải tộc chỉ miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ cao thủ. Bởi vậy không có loại khí chàng mạnh mẽ tính cách thà gãy không cong kia đổi một câu nói, hắn chính là loại nhu nhược. Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói, ngươi trước ở chỗ của ta một thời gian đi. Hắn đập hôn Mê Na Chi Nhan, sau đó thu đối phương vào hắc tháp. Người hải tộc này không biết để bao nhiêu nhân tộc tử vong tự nhiên không thể buông tha hắn. Có điều Lăng Hàn còn muốn hỏi hắn vài sự tình liên quan tới hải tộc bởi vậy tạm thời không tính giết hắn. Thấy một tên cường giả sinh hoa cảnh bị Lăng Hàn thu thập dễ dàng như vậy tất cả mọi người đều lo sợ nếu lăng hàn muốn giết bọn họ đó chỉ là sự tình trở tay sinh hoa cảnh vượt qua phàm tục mạnh đến khó mà tin nổi lăng hàn nhìn về phía ba văn lâm lộ ra nụ cười nói ba đại nhân không dám không dám ba văn lâm vội xua tay bị cường giả sinh hoa cảnh kêu một tiếng đại nhân rõ ràng là đặt hắn ở trên giá nướng a lăng hàn không thích nói tựa hồ ba đại nhân rất thích đánh gãy lời của người khác nha ba văn lâm thực muốn tự tử rồi hắn chỉ là không dám để lăng hàn lấy kính ngữ gọi tại sao lại sai cơ chứ nhưng bị lăng hàn nói như thế hắn nào còn dám phản bác chỉ có ngoan ngoãn im lặng theo ta đi gặp hỏa hoàng lăng hàn cười nói ba văn lâm do dự ngươi sẽ không phải sát tính nổi lên ngay cả hỏa hoàng cũng muốn làm thịt chứ ồ không phải ba đại nhân nói ta đi đâu ngươi cũng đi đó sao ta là nhớ rất rõ đấy lăng hàn cười nói con người ta ghét nhất người nói không giữ lời ngươi là muốn ta ghét ngươi sao hồ nữu nhe răng đằng đằng sát khí kẻ lăng hàn ghét nàng rất đồng ý dùng quả đấm nhỏ đánh nổ đối phương bị hai tên sinh hoa cảnh nhìn chằm chằm ba văn lâm còn có thể nói cái gì không thể làm gì khác hơn là nói nguyện bồi đại nhân đi lăng hàn nhoẻn miệng cười nói vậy đi thôi ba người rời đi lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm không ai không phát hiện trên lưng đầy mồ hôi lạnh lực áp bách của sinh hoa cảnh thật đáng sợ vị cường giả kia tự hồ đang cố ý nhằm vào ba văn lâm đến cùng ba lão cửu đắc tội người ta chỗ nào à không thể nào thật đắc tội người ta dùng một ngón tay liền có thể ép chết hắn ta biết nhi tử của ba văn lâm đã từng ra tay với vị cường giả kia kết quả bị giết Bà lão cửu tự nhiên không chịu bỏ qua, chạy đi truy sát vị cường giả kia, liền có chuyện sau này. Thì ra là như vậy. Xem ra chúng ta cũng phải hảo hảo quản giáo tiểu bối nhà mình một chút, không nên không hiểu ra sao đi đắc tội một cường giả, vậy thì thật là ra hủy người vong. Đúng vậy, tất cả mọi người cảm khái mà mục đích của Lăng Hàn cũng đạt đến, hắn không phải thuần tí đang chơi đùa ba văn lâm, mà là để ba văn lâm đóng vai một nhân vật phản diện khiến những hào môn coi trời bằng vung kia cảnh tình. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên quá kiêu ngạo. Lại nói ba người lăng hàn đi về phía hoàng cung, tốc độ không quá nhanh, bởi vậy thời điểm bọn họ tới hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung đã tiến vào tình trạng giới bị, có trận pháp đáng sợ vận chuyển, như gặp đại địch. Đứng lại, có người hét to, đây là trọng địa hỏa quốc, người ngoài cấm chỉ tiến vào. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, ta có lời muốn nói với Hòa Hoàng, bảo hắn đi ra, mọi người có thể hòa hòa khí khí nói chuyện. Không nên ép ta đánh. Kỳ thực con người của ta rất ghét bạo lực. Khóe miệng của ba văn lâm co giật trong lòng thầm nhổ nước bọt, không biết là ai đánh cờ hiệu lấy bạo phục người. Nhanh chóng rời đi, trong hoàng cung lại truyền ra một thanh âm, hiện tại mọi người đều biết Lăng Hàn mạnh mẽ, ai dám mở trận pháp, không có trận pháp phòng ngự. Làm sao ngăn trở một cường giả sinh hoa cảnh. Ngay cả lão quốc chủ của hòa quốc xuất thế cũng chưa chắc gánh được a, à, Lăng Hàn vỗ vai của Ba Văn Lâm, cười nói, các ngươi nhận ra vị này chứ cho các ngươi mười hơi thờ. Đến thời điểm ta vẫn chưa nhìn thấy Hỏa hoàng, liền làm thịt tên này. Ba Văn Lâm run run, run Hỏa hoàng làm sao có khả năng vì hắn mà liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng xuất hiện. Hắn chết chắc rồi, Lăng Hàn cười ha ha nói, không có chuyện gì, ta chỉ là đùa với bọn họ một chút. Lúc này Ba Văn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hắn thật bị đối phương chơi hỏng rồi, ta chỉ có thể phế bỏ tứ chi của ngươi." Lăng Hàn nói tiếp, "A, à, Ba Văn Lâm lại bị dọa sợ, không nhịn được run cầm cập. "Ai, ngươi thật không biết nói đùa, quên đi, không đùa ngươi nữa, ta vẫn là phá trận trực tiếp gặp Hỏa Hoàng đi." Lăng Hàn nhìn về phía trước, phát động chân thị chi nhãn, quan sát tòa trận pháp này, tìm kiếm điểm yếu. Hiện tại hắn tốt xấu gì cũng là trận pháp sư cấp 5, muốn hắn bố trí trận pháp cấp 6 là chuyện không thể nào. Nhưng phá giải lại là một việc nhỏ, dù sao không có ai quấy giày hắn, hắn có thể thong dong nha. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.